Chương trình này được bảo trợ bởi sự lựa chọn khôn khéo cho Medicare Advantage, Clever Care Health Plan. Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4,50 đồng. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Lan Hoàng Trầm Thùy trở lại với quý vị với phần 4 của Cà Phê Sáng. Và trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến tình trạng dầu loang ở Huntington Beach. Và đây là đoạn mà quý vị đi vùng Pacific Coast Highway, quý vị lái ngang sẽ thấy rằng có khu vực mà dầu hỏa đó. Và đây là nơi mà đường ống dẫn dầu dẫn từ ngoài khơi chỗ nơi mà đang bơm dầu lên đó, đi vào đường ống ở ngầm ở dưới biển để vào cái khu vực mà lọc dầu này. Và đây quý vị nhìn thấy vết dầu loang khủng khiếp luôn. Cái khu vực này bị ảnh hưởng nhất, nhưng mà không phải là cái nơi cư dân, nhưng mà những cái vùng đất mà gần đó, những cái nhà dân chung quanh đó, chắc chắn là trong thời gian này đó họ sẽ ngửi thấy những cái mùi dầu. Và cái chuyện mà đi ra ngoài để ngắm biển, nhất là ra bãi biển là bị ngăn cấm hết, thì đó là cái tình trạng gây ảnh hưởng đến môi sinh. Vào sáng ngày hôm nay, người tổng giám đốc CEO của đại công ty Amplify Energy có niêm yết trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, ông Martin Wilshire tuyên bố có khả năng là những chiếc tàu hàng đậu ở ngoài khơi cảng Long Beach và San Pedro, lúc mà bỏ neo xuống thì cái neo nó móc phải cái đường ống dẫn dầu này. Thế nhưng đó là lời tuyên bố của ông tổng giám đốc. Bên phía chính quyền California và kể cả Bộ Tư pháp, bởi vì họ đang chuẩn bị những cái vụ kiện rất lớn vào thành phố cũng như quận Cam nữa, cho nên họ chưa có tin. Họ nói vấn đề chính hiện nay đó là để chúng tôi và tiểu bang California sẽ cử một cái nhóm độc lập điều tra riêng của tiểu bang, và công ty Amplify Energy cũng có nhóm thợ lặn. Họ nói rằng chúng tôi đang thợ lặn và họ hy vọng nội trong ngày hôm nay sẽ biết đích xác là việc mà bỗng nhiên đường ống dẫn dầu bị rạn nứt, rồi bị xì, dò dỉ dầu loang. Và nhưng mà họ nói rằng họ nghĩ một ngày đó, thưa quý vị, đoạn giữa bờ biển và cái trạm mà bơm dầu đó là không biết bao nhiêu chiếc tàu hàng chạy ngang. Và bởi vì họ nghĩ đó là khoảng 66 chiếc tàu hàng đang đậu ở ngoài khơi có khả năng là bỏ neo xuống và móc vào cái đường ống. Nhưng mà câu hỏi đặt ra đó là tại sao 12 tiếng đồng hồ sau thì lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ mới nhận được báo cáo là có vết dầu loang? Lỗi của lực lượng tuần duyên hay là lỗi của công ty Amplify? Có phải là công ty Amplify đã báo biết trước mà không chịu báo, hay là không có ai giám sát? Bởi vì Ngọc Lan biết khi mà bơm dầu, mình có cái áp suất của đường ống dẫn dầu, chỉ cần cái máy nó đo cái áp suất bị giảm thôi là họ biết ngay phải có vấn đề gì để mà tắt cái đường ống. Thì nếu mà họ tắt kịp thời đó, nếu mà có người giám sát 24/24 đó, thì lẽ ra là đã ngăn chặn kịp thời rồi. Nhưng mà có thể buổi tối đó không có người canh gác, cho nên buổi tối thứ sáu là đã dò dỉ rồi. Mà mãi đến sáng thứ bảy thì lực lượng tuần duyên mới nhận được. Đến lúc đó thì 126.000 ga lông đã loang ra mặt nước rồi. Đó là chuyện thứ nhất, họ sẽ điều tra. Và cái chuyện này họ muốn tìm hiểu xem lỗi của chiếc tàu chở hàng hay là lỗi của công ty. Bởi vì họ nói làm bằng mọi giá thì công ty phải bảo vệ, chứ không thể nào nói rằng ồ do cái tàu hàng bỏ neo. Tàu hàng bỏ neo họ phải tính trước
để làm thế nào để bảo vệ cái đường ống chứ. Rủi ro có cái vật gì nó chạy ngang rồi nó cứa vào thì sao. Riêng với công ty này đó thưa quý vị, và tin tức vào sáng ngày hôm nay cho biết công ty Amplify Energy có niêm yết trên thị trường chứng khoán đó, ngay khi tin tức về dầu loang đến sáng ngày thứ hai đó rớt 44%. Tức là ông người chủ của công ty họ nói rằng mất vào khoảng 90 mấy triệu Mỹ Kim. Chưa nói đến cái tiền mà có thể lên đến cả 100 triệu hoặc là cả tỷ Mỹ Kim bồi thường và tất cả các chi phí để mà nghĩa là dọn dẹp các khu vực này đó, công ty Amplify Energy phải chịu trách nhiệm. Cho nên cái vụ này nó lớn lắm thưa quý vị. Và cái vấn đề mà chúng tôi đề cập ngay từ đầu đó là phải, và bắt đầu đã có các nhà làm luật họ nói tới việc là đây là cơ hội để chúng ta đóng lửa cửa luôn tất cả các khu vực khai thác. Không có lý do gì chúng ta dựa vào cái việc mà dầu hỏa ngày nay nó gây ảnh hưởng đến môi sinh như thế. Mà Ngọc Lan nhìn thấy cái khu vực này nếu mà thực sự mà dọn dẹp đi đó, cả cái vùng đất này nó sẽ trở thành một cái vùng đất màu mỡ cho cái khu vực địa ốc của Huntington Beach nữa. Thưa quý vị, liên quan đến tin Việt Nam thì chúng ta đã biết ở Sài Gòn đã mở cửa trở lại và tình hình dịch bệnh thì đang xuống, rất đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Nhưng mà cái đời sống nó vẫn đang trở lại nhưng mà theo một kiểu bình thường mới, vẫn chậm chậm. Nhiều người ta chỉ ra đường thật sự khi nào mà người ta cảm thấy cần thiết vì vấn đề mưu sinh. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì ở trên các trang mạng xã hội cũng như là báo chí trong nước bắt đầu người ta chú ý đến một cái sự kiện. Đó là có một cái video clip, không phải video clip mà một cái audio, cái tiếng nói. Đó là một cái cuộc điện đàm giữa ông đại tá giám đốc công an tỉnh An Giang cùng với lại ông là cựu giám đốc công an tỉnh An Giang là thiếu tướng Bùi Bé Tư, còn ông giám đốc công an tỉnh An Giang là ông Đinh Văn Nơi. Thì khi mà cái đoạn nói chuyện này rộ lên á, thì bây giờ nói là công an đang vào cuộc bởi vì người ta nói đây là những cái đoạn này đã được ghi âm. Nhưng mà ghi âm với mục đích rằng là chống phá, gây chia rẽ nội bộ. Nhưng mà lý do vì sao mà cái cuộc nói chuyện này được người ta chú ý nhiều là anh Thuệ biết tại sao không? Là do ông giám đốc công an tỉnh An Giang này, ổng nói chuyện với ông mà thiếu tướng á, Bùi Bé Tư đó. Đó là ông, khi mà ông nói rằng là ông sẵn sàng, ông nhận hết 2.000 người dân của tỉnh An Giang từ Sài Gòn, từ các nơi đổ về. Trong khi đó thì ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đó, ông đó nói rằng là yêu cầu người dân ở đâu ở yên đó, đừng có về. Thì trong cái cuộc nói chuyện này người ta mới thấy được rằng là ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đó yêu cầu công an rồi những cái cơ quan chức năng á, phải dùng súng, dùng lực, vũ lực để đi trấn áp người dân, không cho người dân trở về. Trong khi ông giám đốc công an tỉnh thì nói dân của mình mà họ không nhận họ về thì họ ăn làm sao, ngủ làm sao, tại sao dân mình mà không nhận, vân vân. Và khi ông nói chuyện, đây là một cuộc nói chuyện riêng, cho nên ông nói chuyện, ông vừa nói theo cái kiểu người miền Tây á, vừa nói vừa chửi thề đầy ra hết. Nhưng mà ông nói, trong khi cái tin này đưa lên thì nói rằng là đối với báo chí chính thống thì nói là công an đang vào cuộc để coi rằng đây là một cái cắt ghép, vân vân. Thì người dân á, người ta nói rằng là ủa, tôi đâu có thấy ở đây là ông cắt ghép theo cái ý đồ phản động đâu. Nếu kỳ tới mà được bầu đó, chúng tôi sẽ bầu ông này tiếp tục giữ cái nhiệm vụ đó. Bởi vì ông chưa bao giờ mà nghe một người lãnh đạo mà nói chuyện lại quan tâm đến người dân mà một cách chân tình như vậy. Có nghĩa là những cái mà người ta viết đầy ở trên các cái mạng đó, người dân á, thì người ta ủng hộ ông giám đốc công an này quá trời. Bởi vì thấy cái cách ông nói là ủa, dân của mình người ta không có ăn, không có mặc, người ta mới chạy về nhà, mà mình không lo cho họ, mà bây giờ kêu trấn áp họ thì trấn áp làm sao, vân vân. Thì tất cả những cái điều đó được ghi lại. Nhưng mà bây giờ thì bên báo phía Hà Nội đưa, Trung ương bắt đầu để ý tới. Đưa lên, nói là trước đó thì ông chủ tịch tỉnh An Giang nói rằng là kêu người dân ở đâu ở yên đó. Thì bây giờ ngày hôm nay khi mà cái chuyện mà cái đoạn ghi âm nó được đưa lên thì lại báo chí bắt đầu
chỉa vào ông chủ tịch An Giang, đó là tiếp nhận chu đáo nghĩa tình 35.000 bà con về quê vân vân. Đây thì đó là cái điều mà người ta đang bàn tán rất là nhiều về tình hình ở Việt Nam. Chúng tôi theo dõi tin tức ở trong nước thì họ nói hôm nay thì chợ An Đông được mở lại. Có khả năng một số các chợ được mở lại. Bởi vì sao? Các chủ chợ, sạp chợ đó họ đang ta thán. Họ nói, ủa tôi thấy các chợ tự phát, mấy bà con họ mang những cái rổ rá như là ra đường bán. Mà như chúng tôi đã thưa đó, thịt tươi rồi, thậm chí có gà không biết ở đâu ra. Gà sống ở trong củi đó, được bán đầy hết rồi. Tin tức cũng ghi nhận được các chợ đầu mối, chợ bánh xỉ á, chợ mà lái ghe đó, giao đó, cho nên họ nghe vừa mới mở cửa là ghe từ các nơi, nhất là các miền Tây. Họ nói, hôm qua tôi thấy rau cỏ mà những người mà họ đi đường họ nói, ô cái này là ở miền Tây lên nè, chứ không đâu hết. Thì chắc đi ghe lên rồi, quý vị nhìn thấy, thì tình huỳnh của những người họ đi lại, họ mừng lắm. Họ thấy, ô chỗ này họ đang chạy hết một vòng ở Sài Gòn đó. Họ nói, ô chỗ này ngày xưa ăn, thí dụ như là ăn mì ngon lắm, cái chỗ kia ăn phở ngon lắm, họ chạy một vòng rồi họ xem chỗ nào mở lại. Thì mấy cái tiệm, mấy cái chủ tiệm cũng có mở, nhưng mà họ cũng rất dè dặt bởi vì sợ bị phạt, cho nên họ bán phần lớn là to go. Nhưng mà mấy người bán mà trước đây bị công an dẹp trên đường phố, giờ đây thì họ bán ra và số người bán này rất là nhiều. Điều đó cho thấy ngay trong thời gian này họ không còn sợ gì nữa cả. Họ nói phải hoạt động lại. Rồi ở trong chợ lớn á, có những cái nơi mà bán vật xây dựng đó, vật liệu xây dựng, thì cả chợ vật liệu xây dựng, nói chung là những nơi mà không có tập trung quá đông người. Và như quý vị nhìn thấy trong đường phố, đây là hình ảnh từ ngày hôm qua đó, là đã thấy là các chợ dân chúng đổ ra đường hết. Và tin vui nữa là những người đi đường này họ nói giá cả trở lại hầu như bình thường trước dịch rồi đó. Họ nói tới ví dụ một ký rau ký này nó không còn đắt gấp 2, gấp 3 như lúc trước nữa. Thì đó cũng là một cái tin vui, và dần dần phải mở lại mà thôi, cho dù cái số trường hợp nhiễm bệnh đến ngày hôm nay vẫn là khoảng 4.000 trên cả nước, quý vị. Chúng tôi còn rất nhiều tin tức trong thời sự thế giới để gửi đến quý vị ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Và bây giờ thì phải đành chia tay, lưu luyến chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thủy vào tuần tới. Kính chúc quý khán giả một buổi sáng thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ.